Quá lâu rồi, cậu mang từ đâu xuống mà lâu thế? Ớ, phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới lấy được hai cái bánh này đây. Đây này, bánh con gái dành cho em Cam. Còn đây là bánh con trai dành cho bạn nhí. Đúng rồi, con trai thì mới có màu xanh. Để tớ mở ra nhá. Mở ra nào. Wow, cậu bánh đèn lồng ra nữa đi. Bánh trung thu đèn nó tròn thế này. Thì mở kiểu gì? Cam có mở được chưa? Wow, bánh của em Cam còn có cả hình con lân này. Đúng rồi, trung thu phải có con lân chứ. Em Cam mở ra đi. Ô, sao nó cứ xoay tròn thế này nhỉ? A few moments later. À, tớ mở được ra rồi. Bánh có hình chú tếu này, có cả đèn lồng trung thu này, có cả đồng tiền này. Bánh kem à? Thơm thế, bánh kem mà cậu ơi. Em Cam không mở được à? Để chị Trang giúp đỡ em Cam nhá. Đây này, phải mở bên dưới này. Đấy, cậy nó lên như thế này là được. Một chiếc bánh trung thu màu hồng luôn. Bây giờ em Cam có biết cách ăn không? Không biết cách ăn á. Cầm cái viên kẹo này này. Đấy, quệt bơ vào. Quệt một lớp kem kéo ngậy lên. Xong rồi chúng mình sẽ ăn. Cầm miếng kẹo xốp này, quệt thật là nhiều kem lên nào. Ngon thật đấy. Quệt một lớp này. Ngon thật đấy. Các cậu vừa có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì có? Tiếng em đang ăn đấy. Không, không phải là tiếng em Cam ăn. Tớ nghe thấy có tiếng gì lạch cà lạch cạch ý. Xong lại có tiếng như kiểu là ai đang nói chuyện, đang cười ấy. Tớ cũng nghe thấy. Em Cam có nghe thấy không? À ha. Tiếng của ai vậy nhỉ? Phát ra từ đằng kia. Chúng mình thử lại xem đi. Cô Trang ơi. Đi đâu đi? Trời đang mưa rất là to, cho nên các con vật đã vào đây để trú mưa đấy. Ui giời ơi, ở đây nữa này Trang ơi. Oh, no. Nhìn những cái bánh lồng đèn của mình bị những cái con gì nó bò lên ăn thế này. Đây này, cả con ruồi này. Ui, nhện này, bò cạp này. Của em Cam thì toàn là rán và rán thôi. Đầy ruồi luôn các bạn à. Nhẹ cái bộ cạc gì mà lại không thích ăn bánh nhỉ? Trời mưa, thế này mà những cái con vật này nó cứ chui hết vào nhà mình thế này á. Phiền phúc chết đi được. Hay là chúng mình đuổi hết các con vật này đi ra ngoài đi. Đuổi hết các con vật đi ra khỏi nhà. Đâu to thế? Tớ nghĩ là không ổn đâu Trang ơi. Ở ngoài trời đang mưa to gió lớn, sấm sét mạnh lắm. Hay thôi, mình cho các con vật trú qua trận mưa này đi. Sau đó rồi bảo chúng đi sau cũng được. Mai là mình đã phải đi học rồi. Bây giờ phải nghiên cứu bài tập trước mới được. 1 cộng 1 bằng 2 này. 3 cộng 4 bằng 7. 2 cộng 6 bằng 8. Ui trời ơi! Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi! Tầng 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 tầng
không thể làm bài tập được, không thể tập trung học được đâu. Các cậu mau vặn vặn nhỏ nhỏ lại đi. Đi đi, nhảy đi, nhảy đi, tầng 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 tầng. Thế này không được rồi. Hổ là loài vật hung dữ, là loài vật ăn thịt đấy. Hổ mà giận dữ lên ra thì ăn thịt mình mất. Thôi thôi, được rồi. Thế thì các bạn cứ đứng đây hát hò tiếp đi nha. Thế nhưng mà hát bé bé thôi, để cho tớ còn học bài nha. Tớ đi đây. Dán đậu vào thì vẫn ăn được thật. What? Bở dán ra này. Nhắm 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 nhắm. Mọi người đây không, các bạn con vật nhìn thấy lại tin á. 5 minutes later. Ai gọi mình sao, bụng mình làm sao nhỉ? Ai rồi, càng ngày càng đau rồi. Ai rồi ôi, không ổn rồi, mình phải đi vệ sinh thôi. Nani? Có bạn nào biết đây là quả gì không? Đây này. Quả gì mà chua chua thế, xin thưa rằng quả khế. Đây là quả khế của nhà tớ. Bây giờ mình sẽ hái các cái lá vàng này để cho cây khế của nhà mình nhanh lớn nha. Hình như ngoài trời bắt đầu tạnh mưa rồi kìa.